À, trận này tìm tiếp Con nha. này con đây, con này con đây. Trận này tao mày gánh còng lưng á. Sập Khang chơi khang. cái gì Tập chiến. tác chiến à? Lòng Giáp quả một con đội A6 đánh được ăn lính thì tao rồi khá là xanh. lòng quả đội hình team full full skin đẹp. hả? Lòng quả đội full skin. Ủa, ôi sự kiện cho sự kiện nè. Không Vậy sao? Full skin là sao? à không à đúng rồi, sự kiện cho tao skin mới. Skin Biết skin skin gì không? gì? Skin hơi đẹp á, Skin gì? Lilia. À, hoa linh lục địa à? Ừ. Mày có cho nè hoa lên lục địa không? Cầm Không, nó đi. tao không có. Thì cầm cho nè. Nhưng mà tao đang không tính chơi liên minh. Khang đéo có skin hoa lên lục địa mà, đéo nhớ Khang có mua đâu. Tao không mua tại do tao còn nhiều skin cần mua á, với lại tiền cũng đéo có. Tiền mày dành hết vô gánh đam rồi còn MVP gì trận nữa. này, MVP. Đây. Còn gánh đam Tao cái trận này nó, đem ta MVP nữa. còn gánh đam nó tao MVP. đâu bỏ nhiều tiền, tao bỏ có Triệu bảy. 200 tiền kit, 700 tiền model, à đâu 200 tiền tool kit với lại 700 tiền cái model kit à. 900 thôi hả? Ờ 900 tính luôn cả kìm rồi mấy cái còn lại luôn rồi, mấy cái dụng cụ ta làm là 200 là 900. Cái này nè, ơi ơi nè, xin lắm. Bà Lydia hả? Ơi, dịch thư ơi. Mẹ ơi mẹ vậy đi Nhìn nó có vẻ sẽ đéo cho lắm đâu. Nó đéo cho. Ơ con. nó cho, yes. Dịch thư ơi. Nãy tự nhiên đang đang ngồi lướt Facebook cái tự nhiên sét đánh ghê quá, sợ quá sợ quá, Ừ, nên là chỗ ở xét cục đánh chỗ anh luôn. đúng rồi, nghe nghe rõ lắm, xong rồi tao sợ quá nên là tao phải bắn game cho tao đỡ sợ. Để cho Lilia đi. Họ chơi hơn thì hơn. Vậy câu chuyện về một anh trai như mẹ nuôi. Cái chuyện như một Ok. thằng con trai bị nhện cắn xong thành Spider-Man. Câu Miles Morales. chuyện về một thằng rơi vào lưới tình của mẹ. Mẹ của bạn mình. Yo, chill, 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 man. Ồ, kìa. Đó sẽ là câu chuyện tồi Nó nhất thua rồi, mà tao thua rồi, từng nghe. thua rồi, thua rồi, để thằng nào đâu, để thằng nào đâu. Thằng nội, Ê mẹ. team mình khó chịu cái gì. Ngay trên Team cái mình dây nó cáp, còn có nhiều cái mà nhìn dây thấy cáp nhiều mạng của đi ra tao có bùng nguyên một nổ con khách nhện sạn kìa, này. tao có để cho nó Và cắn mình tao mới sát không? chiêu hồn này. Hiểu mồm Ông với ngực tay. nữa Hiểu mồm với tay. Khang nói khang. Trên cái dây điện, cái dây cáp mạng á, nó có nguyên một con nhện đang bò trên này nè, tao có nên để cho nó cắn tao không? Tao sẽ thành Có. Spider-Man. Cắn đi. Cắn đi cho nó cắn đi. Shit, tao chỉ sợ là tao thành Đưa tay cho thằng nhện cắn thay vì thành Spider-Man thành người thực vật. không phải bị thành Spider-Man, tao là nhiễm phóng xạ giống như cái thằng trong Earth 9591 À cái mẹ ở Marvel Rune á, hả? cái Marvel á. Ừ tại Marvel vậy Rune ừ. tao đã sẽ chịu đó chút thật. Gọi đó tệ thật. Nhưng mà bộ đó khá hay. Nó cũng thực tế rồi. Nó khá thực tế. Nó là cái vũ trụ mà kiểu nó sát với lại vũ trụ gốc của mình nhất rồi. À, ta được ta đâu cần mua đồ đâu, quên mất ta đâu cần mua đồ. Ê ê ê I hope this romantic all my life. muốn hiểu bài đó không có nghe cute mà. Match found. Ồ. Tao đéo nào lên tao ngu. Để là những lần này gã mẹ cái đơn tim giản lồn mà. này tao quên là cái tim lồn này toàn câu rỉa từ xa, Đúng mày chỉ rồi. ôn mà cũng câu rỉa sao sao mệt này này. Ủa ôm on đánh tầm gần mà. On đánh tầm gần mà sao lại là cấu rễ từ xa? Không, quy quy của nó đánh từ xa được. Dạ. Đợi xíu tao mua tí đồ cái. Khuôn răng. Ủa sao lại là ok vậy? À đây rồi. Ê, chị chết chị chết chị chết, tao mua đồ. Muốn cho con đi. A hopeless 254 hopeless ngày. romantic all my life. Ok.
lonely. Ê, thiên cung. Ta nên mua Astray Red Frame trước hay là mua Strike Freedom? Strike Freedom hay là Astray Red Frame, tại vì nó hai con nó giá nó khá ngang nhau. Chắc có nhìn cái tô sâu vai tờ các bạn. Sao thiên cung? Con nào lắp 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 lâu hơn. Hai con đều lâu, không có con nào nhanh hơn nào Còn lại con mày hãy nhìn vào nó trong vòng 5 phút rồi nghĩ đến cuộc đời tương lai của mày sau khi lắp nó thì mày sẽ nhìn thấy chứ. Thật hết sự tóc biến mà chuột như cái mỗi là bãi mặt của tao đéo chạy được. mỗi lần mà tao tưởng tượng tới cảnh tao phải bỏ một thời gian rất dài chỉ để kẻ lai like. Cho mấy cái bách trắng trắng của con Gundam tao lại cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà kẻ lai like Mày có xong muốn cái nó không? đẹp vậy. Tao có coi mấy cái nhận xét của mấy hàng mua trên Shopee này, So, game nó plan. chỉ đơn giản How là y'all lắp xong feeling? rồi I'm down for nó whatever. thậm chí còn không dán mấy cái đề can nước nữa, nhìn xấu quá. Nhưng mà tao thì có nhìn khá ok. Chờ đâu, mở ra cho anh nè. Ôn tay lên, ôn tay lên, bật ôn tay lên. Chết rồi. Ôi, ôi. Hay kìa, ở dưới trên hay mà Tao select hay sao thằng này, tao chờ. đuôi, không cần nữa đuôi, khiến nó khó chịu đi. Outlast nặng nhiêu vậy tao bay? tao lát rồi, tao 300 kg. Cái đéo gì 300 ghi mày điên. Tao đã đại à, hình như là 69 kg mà. À vậy thì tao đủ ghi tao tải. Thôi để có dịp tao tải về tao chơi. Here. Chơi ao lát cho anh xem nha. Stay down. Chơi game kinh dị. One enemy remaining. À, mừng nhỉ, bố em mua được rồi. Reloading. We crushed them. That race has some good inventories. Would love to pick them apart. Tao thậm chí không có cơ hội. Mày chơi mấy con cấu rẻ con tôi ôn cực kỳ như na xuống hay cái Nó vừa quay đó 360 độ tìm xong nó full thẻ tới đâu luôn. I hope this romantic all Oh. my life. Let's see. Somebody's there. I feel it lonely. Sao nó bắn cực kia ta? Player standing. Spike down A. One enemy remaining. Satchel out. Grenade! Cần hất mới được, tự nhiên nó tóc biến vào trong. Clutch. Don't mess with this Bayana. Khó chịu nha, khó chịu nha. Khó chịu, rất khó chịu. Tao vừa làm cho tụi này khá là cay cú khi một mình tao cân ba. Nhưng cô à, mày có cần phải cười thế gì không? That race sucks. Bi 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 bi. Tại phát, tại phát, tại phát. Một phút sai. There. Fight down B. Headshot.
one enemy remaining. What is that? Satchel out. Satchel out. Oh, chết rồi. Heal up, squad. Last round in the half. Use everything you have. We lose it anyway. Can I get out? Thanks. Thank you. Need a drop. They can't even make a dent! You self-kill yourself, bro. Get out of my way! Grenade! Spike down, mid. Trời ơi, xíu nha. Uống gì có trong đây mày? Satchel out. Xin mày đừng đứng chung với tao. Đập nó thêm cái nữa chết. Sao không đập? One enemy remaining. Clutch. Đầu nó luôn mà. Let's keep it going. Switching sides. Match point. Đấy, mẹ đang mày to cực. Mày muốn cho thằng nó cắt cái đó thì mày phải rèn đồ ngay gần nó. Mày rèn đồ ngay gần nó, mày chuyển qua cho nó. Ủa chứ bữa tao đọc anh tê tao bật cái tao đọc cái nội tại tao bay biết mà tụi bay ở nhà. Ok. Ý là kiểu đứng tao gần nó xong mày mua đồ của mày á đi ra được cho nó. Bánh mì. Bánh mì nóng đây. Ui, một cái hút lại một cái tấm thôi nữa kèm nó. Trong một trận swipe lane mà tao có quá nhiều highlight, tao quá đẹp trai. Mau lại coi. Pro công đây. Yeah. Mess with thing. There. Watch your eyes. Oh, không đai. Ủa. Careful now. Walking sight. This is a shot. Someone reloaded. Hello, anh nha. That's done. Hey. Plant the spike. Ủa đâu rồi? Mày hết lượt của đầu rồi. Bom đi mấy cha. Ông không mua hết anh được rồi. Last player standing. Mẹ ơi, tao bắn tịch luôn rồi. Nhìn nó nhưng mà bố anh đang bi đồ coi như mày đang nhìn đi. Tối có đánh không anh? Tối nay không đánh mày ơi, tối nay tao đi xem phim. Tao đi xem phim một mình. Nghe lạ không? Nhưng mà thật sự tao đi xem phim một mình. Ok, nếu mà mày muốn đi chung thì được thôi. Nay thứ ba nên là giá rẻ, giá vé rẻ lắm. Có 55.000. Galaxy Huỳnh Tấn Phát. Ở quận 7. Sẽ không bằng nào có thể đi chung với tao đâu. Ờ nhưng mà à bạn đi bên quận 1 hay quận 8 thì đưa toàn đi. Bạn đi bên quận 7. Quận 7 qua cầu mời lắm. Chán quá nhỉ. Thì nhà tao ở đây mà. Tao không đi xem bên này xem ở đâu. Có chơi em đi chơi dạo bạn. Enemy spotted A. Enemy and defender spawn. Spike down mid. Ủa đá vậy ta? Mà bắn dính hả? One enemy remaining. Vậy mà nó bắn chết được hai người. Thôi, tới đây về. À. Đập bom đi. Attackers win.
chưa, để sáng giờ tao tải nhiều game quá, để giờ tao tải. Tụi bay muốn nghe tao tiếng tao la hét thiệt vậy luôn. Tụi bay muốn nghe tiếng tao la hét vậy luôn. Tụi tao sẽ thấy được kiểu một khuôn mặt khác của mày. I can do this. Hồi đó tao có xem mà. Có hả? Hồi đó tao có chơi Outlast tao không biết. Đét tao lộn, tao nhớ hồi đó lúc mà còn học lớp 9 hăng mẹ gì mà. Như mình đó là thằng Hùng chứ không phải tao. Có thằng Hùng thằng nào vô xem á. Thằng Hùng là người chơi chứ không phải tao. Chơi mèo chứ, chơi mèo. À, cái số ti của te vậy. Có đội tương hay đội đi. Trời ơi, đừng có để như vậy. Thì mình nhìn hết chiến rồi. Tại sao thằng kia chết tí mốt? Tại vì bố hay chơi tí mốt. Tao bốn cái kiểu. Dạ, chữa ra giật thắng thì không? Ê, để tao lên. Mấy nãy giờ mình đéo có set hay là có plan nữa mà phải làm bảo. Dạ, cái giờ gần đây tao chơi on hơi nhiều, số lên thôi hồi năm on này. Nhanh với đó. Match found. Cái địt mẹ cục xác. Cái chi phí này mình chơi nghe là biết mẹ mày scam. Ủa tiên cô nãy mà có chụp lại con Sion tên mẹ Simi không vậy? Mẹ Simi. Cái gì kêu mẹ Simi á? Nó đánh chân gặp Sion tên mẹ Simi. Con mèo này hơi to, con mèo này hơi ác. Con mèo này hơi hút. Ô, chị mẹ Simi. Ây da. Lên mẹ nó cây súng hai tạch. Tao tưởng mày gọi nó là pháo hai tạch. Quen quen mẹ rồi bạn. Ok. Sắp chết. Sắp chết nha. Thằng nó ngu kìa. Sắp chết. Sắp chết. Trời. Chết thiệt. Chết thật. Chết thật. Yêu. Sĩ chuột cái mình đéo mạnh hơn chồn với mình đâu. Không phải chuột đéo. Con là chuột quan. Thế là chuột mà. Từ đầu đéo chuột quan. Thế là chuột mà. Ừ, là chuột mà. Ừ, từ đầu chuột. Mày chưa bao giờ nhận ra. Thì tao nói chuột tim địch đéo mạnh bằng chồn tụi mình đó mà. Mẹ nói chồn hay chuột? Mẹ hút được hút. Ờ, hơi lắc được. Mẹ tim nó thật sự dựa vào kiểu ulti rất nhiều. Team nó có con Yone với lại con Morgana là không cần gì bây giờ team. Và Bene nữa. Bene nó dựa vào súng lập. Bene cần anti vật. Nghe đéo có anti thấp tới đó. Ờ Bene có anti nó mới đáng sợ. Bene không có anti không quá đáng sợ. Đéo đáng sợ đâu. Bene có anti nó mới hơi ghê. Ê lỡ vô trụ á, trụ bị lỡ vô trụ nha mẹ. Ta sẽ bố mày băng mẹ chủ làm nên tình ai. I will remember you forever. It has been anh sẽ theo em. Ú dễ thương nhỉ. Ê này là tao nè. Cứu em. Đây để anh qua cứu em nha. Đây rồi, cứu anh đâu anh. Để anh từ bên Valorant qua cứu em nha Duy. Máu nhìn to quá à. Trời má súng dễ thương chạy.
cái hình nhân vật thôi là cái cụ tem đó. Ừ, thằng lồn đến câu. Hơi... đi mẹ mày, bố mày đang tàng hình, nó đi vô cái bụi, địch đánh cho cái bụi, bố chết. Lại hơi cay. Có không ta? Thằng lồn này nó vừa bóp giấy đó, vừa bóp giấy mình. Lại thằng, đi đi. Trụ đạn này né đi. One enemy remaining. Không không tại bạn. Kiểu chứ mấy thằng sẽ giúp bạn lúc mà nó nổ nó sẽ chết. Gì vậy nè. Không ta vừa bắt lẻ, ta để ta vừa bế thằng kia. Ta để cho nó chết. Đó là ta lượm được hai mạng. Ba mẹ nó chứ. Vô hiệu hóa trụ đi ra ngoài. Vô hiệu hóa trụ rồi má. Có vô hiệu hóa trụ được có 3 giây rồi mà em kêu anh em vào rồi. Ừ 3 giây cũng đủ rồi má. 2 giây rất đủ. Thấy anh Jimmy không? Nó 5 giây nó còn đéo đủ. Mày quá yếu. Ready. Mày quá yếu xin lý. Bố mày chuẩn bị hạ tác Jimmy. Chỗ kia nè. Kìa quá chạy quá chạy. Chạy ra tắt xe. Con người nè luôn phát triển. One enemy remaining. Spike down B. Trời ơi, chết kia vậy. Bốn mạng rồi. Đã hay ta. Con nít nhà nào lắm hết quá. No. Ơi, ông tìm mua ở đây nè. À, đi mà em đi ra hay à. Đúng nghe thấy không ta, nghe thấy không? Đây. Đứng về thấy. Thằng này ngu. Okay, em làm nên tình nam. Deploying drone. Đấy có hả? Hai một thằng. Spike down A. Hai người bom đó đi mấy người. Đã yếu một cách lố bịch. Xả chút đầu. Vô vị hóa chủ 4 giây mà. 4 giây mà 3 giây đéo. Ơi, 4 giây ăn luôn. Baby City. Ui, trụ ơi, lao vô đi. Người bố đang đứng bắn trụ nè. Nè, người dơ đang ngu. Lâu nhanh nè. Người dơ đang ngu quá. 30 seconds left. Người dơ đang ngu quá. Người dơ đang xanh, bạn ơi, bạn im, em ơi. Last player standing. Sao chưa lậu? One enemy remaining. 10 seconds left. Clutch. I could defeat them twice the number. There's my bombshell. No. Crush the girl. Sợ rồi, sợ. Be quiet. Does anyone have funds? À, bố mày nó nắm cái trụ thằng nào đi ngang thằng đó. Tôi đập cái nó đau nó sẽ đéo đánh được mình. Nó sợ. Nó sợ. Anyone need something? Khách này là vô mẹ ta úp gỗ bây giờ. Request, request. Hey, Tyre. Nó không muốn, cái nó không request tại vì nó không có skin. Chủng ta. Không biết nữa. Đừng hết rồi, đập đừng hết rồi.
Đẩy phát, đẩy phát, đẩy phát, đẩy phát. Thằng lồn vô nè. Thằng lồn vô nè. Hai chuyến. Ôi, chết tướng à. Spike down A. One enemy remaining. Reloading. Mày ulti ép rỡ chỗ liền. Vẫn vui, vẫn vui, vẫn vui. Ơ, xuống này kìa. He said this wouldn't be fun. I'm happy to blast. Reload him. Ừ, thằng lồn này. I need a truck. Cheers. Yes. Oh shit. Giờ bạn nhìn video gì đó là bạn liền các bạn. Không bắn luôn à. Enemy spotted B. There. Lú lên phép. Lú lên phép. Lên trên mạng. Bắn tùm lum rồi. Kele lên phép là hay hay. Mày mù, đó, mù, mù. Thấy không, mỗi lâu tết tết. Lâu, 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 bomb buddy out. 30 seconds left. One enemy remaining. Oh, rồi, mẹ hết rồi. Hơi đen. Cho nè nó lên cái này nó giảm cái hiệu. Reloading. Does anyone have fun? Bạn. Ơi. Để được đâu bạn ơi, nó làm chậm. À được rồi, được rồi. Không có, không có. Đừng 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 đừng. Đừng đừng gấp lỗ, đừng gấp lỗ tao qua đây để dành đi, để dành gấp lỗ đi. Anh lính thôi. Ở đây, gấp lỗ đi. Lại sai à? Ông anh lính. Tụi mày. Bẻ bố mày uống rượu rồi. Scanning ahead. Anh lồn ngu này. Chịu, thích cứu. Ô, con chó mua ngay cái túi đấy. Mẹ làm chậm khó chịu quá luôn. Chó nhà. Mẹ nha, đi gai à. Chết một. Người ta xa. Tự ở đây chứ. Ôi, lên xuống ngoài này. Đốt cái là chết. Tết. Này đi hơi nhanh. Yeah. Đấm mặt vào tường. Không tệ vãi. 25% nó tăng cho đang 50% tốc độ di chuyển. Này sắp chết. Bởi vì cái chủ. Chào. Grenade. Mình sẽ teleport. Chống một grenade đốt cao quá, chống một grenade đốt cao quá nha. Vậy 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 dần vậy dần vậy dần vậy dần. Ờ, nắng một cục nè. Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. Last A, chứ 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 chứ. Vậy vậy đây quá rồi bay. CT. Ôi kém thế. Zero Cipher knows too much. Good. My apologies. Good.
Ơ mà em nó vừa đặt con đéo gì mẹ. Biết nó đặt gì không? Ê ơi nó đặt lính thôi, đặt lính thôi. Đừng có như thằng nó tướng. Cứ như thằng nó tướng. Ê tao lỡ như thằng nó tướng. Tao lỡ như thằng nó tướng. Trời ơi, nó 5 giây cũng thử cho lâu quá. Đối với game mobile thì 5 giây cũng lâu lắm nè. Đu. 5 giây là quá lâu rồi. Yeah. Đứng lồn bay nè, để nó đứng bên góc kia bắn. Đứng này bên góc này. Đéo biết, pha đó tao đứng xa lắm rồi, nó đứng nằm xa mà chỉ hiểu là nó đứng xa phải lồn, con đi này vẫn tới chỗ tao đâu. Để nó chắc chắn là nó sẽ ưu tiên gặp đội trước. Không biết mình quẹo đi đâu chứ mấy thằng này ghê thật. Đang xem, đợi tí. Enemy remaining. Từ bịt mẹ ta bấm skip hơi nhanh, chưa xem được nhưng mà 16.000 điểm thôi. Last player standing. Các bạn thân nhất cấp 14 với thằng Hingo nè. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out. Bạn nhìn cái này bạn nhớ cơm nhìn cục à, bạn ơi. Còn như vậy? How much? I ask you how much? Buồn vậy? Anh em không ai nói tôi biết là tôi còn bao nhiêu. Vi chơi AD đi bạn. Bạn chơi Vi làm gì vậy? AD đi. Let's flush them out. Làm quả Vi nó xúc vật anh em ngửa à. Nên là xúc vật. Come on, let's go. Real. Ăn gì ăn cho tao giật cho tao con xe nha làm ơi nè. Để vô con xe. Đi vào. Đi vào. Watch your back. Ready. Lâu rồi đéo gặp Duy nhớ gì quá. Cầm gì cơ? Gì vậy? Reloading. Nhớ gì quá. Mày cầm cái gì của Duy mà mày nhớ gì? What the fuck? What the hell? Oi, em đã ăn cơm. Tắt đời, nói không có tan. Đi đây. Thấy là lâu rồi. Không thấy rồi mà đang. Spike down. Mấy đây. One enemy remaining. Last player standing. I know exactly where you are. Đấy là lâu. Gì mày hơi quen nó được 1 năm rồi chứ. Sắp chờ 1 năm. Đi học có 9 tháng rồi. Thì sắp chờ 1 năm. Bắt đầu vô học là Duy mới quen tôi mà lên. Thì sắp chờ 1 năm rồi. Duy quen tôi được 1 tháng tôi mới dẫn Duy vô đây mà tôi mới dụ dỗ Duy. Thì đấy, mẹ đã bảo là có kịp Duy như cứt. Mẹ, vũ khí đắt kim kiểu. Không để bị phá hủy. Mày chó cắn vệ. Hào. Câu chuyện của Nafiri ta thấy bình thường. I hate this game, but probably best to play as a team. Does anyone have funds? Hả? Does anyone have funds? Mày nói cái gì? Mày nói cái gì đéo nghe nè. Tụi bay nói cái gì tao cũng. Ờ hả? Ờ. Như con cặc vậy mẹ. Kéo đọc câu chuyện của ta xong lại. No. Mà tính ra cũng nhiều đắt kim mà. Đâu, mình cua có vậy. Cho ta có lít. Rồi, có tăng rồi. Spike down A. Mẹ bố mày thần chiến tranh, bố mày đế sợ mày. Ủa nó gì? Enemy A. Chỉ có một đắp. Con xe cho tao, cho tao con xe, cho tao con xe. Con mẹ mày. Nó lắp hơi đau mắt. Ôi thấy mẹ ăn rồi. Mẹ.
làm. Ai một vết máu. Con xe là con mẹ khoảng 16 xác á. Last player standing. Nó bằng như một con người á mày. Con người 200 vàng rồi. Good. Con người ngon rồi, cái xe có 70 vàng rồi. Người con 16 xác ăn, ăn nó vậy. Good. 30 seconds left. Ủa thử con xe 8 xác chứ. Revealing area. Nó bằng trên đang 16 rồi mày. À thì yeah. Tính mẹ mày lại ăn con xe. Lùng. Nó phải plan rồi, nó không có thời gian nên nó... 10 seconds left. Lại gấp đi. Spike planted. Chưa chết chắc. Ôi cố quá đi, cái bình ngon nó kẹt. Good. Good. Có set go. Good. Chơi Roblox không khen. Chơi kinh điểm. Ở đó chơi Roblox cái game mẹ gì, mua đi mình ngang làm. Không được Roblox khác mà. Cho tao. À cái game mà hồi đó anh em cũng cho tôi làm cái thằng gì. GG mà ass. Thôi, mất thời gian meta rồi. Không, thời gian meta đã. Remember, stay out of the fire. Super high level tactics. Chết rồi. Does anyone have funds? Cái này bạn thấy giờ nó cứ ăn con xe 3 lần liên tiếp. Lùi. Run. Lùi. Cái tin cho good. Cái móng ăn tiền mobile nó bố mày lên chiếc mạng, bố mày đâm hơi to. Hình thì tao to hơn. Valorant thất bại. Thằng Long. Tại phớt. Mấy thằng chó gì? Con ngoại vậy đi. Con xe quan trọng này không? Các bạn ơi, các bạn ngoài đéo bằng xe không? Chắc không có xe được nhỏ vậy. Spike down A. Oh man. One enemy remaining. Spike down A. Last player standing. Hết cú, hết cú. Có tim mà có tim. Yes. Thấy nó, thấy được không? Con xe tụi bay mua vô ăn bịt mẹ. Đã nhắn cho tao con xe cứ đéo mà cho bịt mẹ. Đúng rồi, hay mẹ. Tim ra tôi. Đồng mày. Lại đây. Ở đây. Ồ, tệ phết. Oh yeah, monster on the loose. There. Chị chết. Biến lên, chưa ba nữa. Đéo có chưa ba, đéo có mình à. Vừa đổi sai. Vừa đổi gì chứ đọc map đúng rồi vậy mà mình không đủ kiên nhẫn, mình kiên nhẫn hơn tí con xe của tao chứ mày okay. Canh ăn mời tao lên tao cân 4 á, mày làm cái gì tao cân ăn nhầm con xe đéo gánh mày tí chứ mày ăn con xe đéo gánh mày em đâu cái phố thấy đúng rồi để tao gánh nhờ. Lâu rồi tao cũng chơi, tao nhớ game quá. Thằng Kinh nè, Kinh nó kiếp bộ kêu. Nó 30 seconds left.
Spike planted. Hết cú, hết cú, hết cú. Trời, nó vậy. Last round before the switch. Spend those cranes before we lose them. Ang bobo mo, Reyes, wala kang kwentang nilalang alam mo. Hindi mo naintindihan, no? Ang bobo kasi ng guwari nyo. Cái đó là mẹ định bản này chứ mẹ đen được phải không? Đánh gì? Đánh mày lên, đánh mày lên. À, luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Tao bị mù lắm ơi, tao bị mù. Khỏe mày. Bị mất nhanh hết, để được. Someone did attack respawn. Come on, let's go! Nói cho bê. Nowhere to run. Còn thằng nữa hả? Rồi. 30 seconds left. Spike planted. Không tìm đây rồi á. À, có hết info rồi, không sao. Trời, one enemy remaining. Không mở anh tìm mò rồi. Grenade! Oh, chop down. Need a drop. No. Đi đâu mày mặt. Cầm nó chơi không bạn? À. Anh đang bắn vào anh dở chơi thêm trận nữa thì tao vô. Chơi nạt thú gì cứ con xe. Nhưng mà giờ tao chưa có xong trận. À, nếu tụi bay đi chơi cờ thì tao đi super thì chết. Mày super bằng cách nào? Vào thằng chủ phòng kìa. Trời ơi nó bắn tùm lum. Bắn dính lên tùm lum. One enemy remaining. If you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful. Thích năm đi. Ủa tụi bay vô hả? Thôi, tưởng là tụi bay chưa vô tính F5. Nhưng mà thôi tụi bay vô rồi. Quay ai chóc. Reloading. Đây đây đây, đưa bên trong đây, đưa bên trong đây. Ờ mày chóc. Reloading. Chờ mày chóc à, mày ơi. Đừng cho tài còn mới chóc đây, chưa chóc đi. Cứ đéo thích chơi video bạn, thích chơi bên ông mới hoàng. Mày ơi. Standing ahead. Hai hai. What? Grenade. Nên dù con. Bomb body out. Spike down A. One enemy remaining. Well done.
Sao mày cứ bị nhí thôi. Weapon choice, it is so personal. Ôi ôi. Được. Chơi được. Mẹ kéo thì tí gấu rồi sao năm Bonjour. Bonjour. Nghe bạn tự tin rất nhỉ. Bonjour. Mẹ kéo khi tí này úp rỡ chết cái tim mình thì lại buồn. Nó ăn chi đủ bài lắm. Sao chưa có tim này chi tim khó lắm nhé. Kiểu ta đi rừng rồi. Bốn thằng đi rừng luôn mà. Out of charge. Có không phải đi ạ. Bạn nào còn là đã đủ đi top nè. Ai chắc đi nhất đi đi được. Scanning ahead. Found them. Last player standing. You got this. Yeah. 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 On đây. Nào chiến binh đi. Let's get these idiots. Nó lao nè. Does anyone have fun? Còn quá đéo chết. Sao rất là nhiều thứ đi. Tao uống mình sẽ là tao uống như sắp không được. Tao đè là dân em gần chết. Mày không nhớ nổi cái tên mày đang tính đè luôn. Come into the unknown. Can I get a drop? Mày bú là tao. Tao bật chữ E tao bỏ chạy. Đéo như tao ăn mày luôn. Mà thật bố. Wow. I know exactly where you are. One enemy remaining. I got you here. A gift. Can you get the gun for me, bro? Cause I really want that piece, bro. Take flight. Rely on my drone. Last player standing. Team A. Bet team. The pack survived. Team bro, I got you. Yeah. Sometimes old ways are best. Need a drop. Anh em bắn cái bể căng thẳng cái gì? Tao đang muốn chơi chế độ gì mà tao phải ham say mê thế? Ủa hết uret hả? Ném hết lâu rồi, anh cũng ném hết, không được đứng với em. One enemy remaining. Flawless. Hơi xui. Win. Show me where to go. Ấp rổ đau quá đi mẹ. Thằng lồn này mày chết mẹ đi. Ấp rổ là sao? Đỡ. Ấp rổ là sao? Nhưng có qua đỡ. Tại sao lại ấp rổ? Tao chưa hiểu. Có người dính giống như bạn với viên kia người đỡ. Cái vô lý bè à? Nó nhảy lên trời xuống, mình đập hai tay xuống ấp rổ. Tao tưởng đâu cái... Giống Venom nó ấp rổ Spider-Man ha. Tao biết hình. Spike carrier is down.
Spike down A. Come on, let's go. Sao mày biết là ngay vậy? Someone's A. Careful now. One enemy remaining. Here, satchel out. Yo, we'll take the spike this way. Got spike. Not up raw, nah. Can we get raw? Rotate. There. Let's make him dance. No. Look, bro, we don't give a fuck about your life, so shut the fuck up! Oh yeah! Monster on the loose! Don't go away, hope. Stop being an ass. Bóng bay vào. Bóng bay vào. Bóng bay vào. Deploying drone. Không đâu, không, không, không nghe đi mà. Come on man, open your mic, open your mic. What's up? Your bitch ass, you can't speak English perfect. Like I do. Yeah. Revealing area. There they are. There. I don't know, okay, out of charges. Satchel up. 30 seconds left. One enemy remaining. I'll finish the game! I'll finish the game, bro! Tony, my town, don't leave me one for one, but so you know! Mắt đớt. Gặp mắt đớt anh em ơi. Chịu luôn, không biết nói gì luôn. Ôi. Gì vậy? Trận này tao bắn hay quá mà sống ai xem tao thì buồn gì. Tao có like mà phải lên, lên xem lại. Trận này tao bắn rất hay. Tao tóc cho nó ăn cái gậy cái đầu đi. Trận này tao bắn rất hay nha. Thôi. Xin lỗi, tao cứu mày được cái ba của Jonne nhưng mà cái ba của thằng chó rồi hết cứu rồi. Tướng team mình là ngày giữa game mạnh thôi, cứu Jonne. Chịu. Mẹ nó mày cướp cái mày tao nữa mày. Tao đéo ăn được tao anh. Tự nhiên mày đéo có tường á, còn mày sao mày nghèo vậy? Tự nhiên có tường. Nói muốn đéo có tường. Tự nhiên có tường.
Thượng nhân có khi thượng nhân nếu mà mày sống trên núi thì mày phải cần cầu thang chứ. Fortnite Lâm tương với Fortnite. Đây, bố mày mày mẹ con tôi vào đó rồi. Ờ mày không muốn được webplay à? Một thằng chừng này tao mới chơi sắp nằm đó. Trời, con gấu úp rổ quá kìa. Con gấu úp rổ quá kìa. Vô nè bật e chạy chơi. Ờ tao mới chơi có 1 tiếng. Tao mới chơi được 1 tiếng. Dạ không mày chơi được. Tao 2 thằng lâu đầu lại 2 thằng chạy cái trước. Còn cái này đó 2 thằng lâu đầu là 2 thằng chạy cái trước. Để hiểu. Sự hy sinh cao cả. Rồi có anh là nãy giúp nó có dùng đấy không? Lên đi. Rồi, lên đi. Đợi mẹ chủ rồi kìa. Ta đi uống miếng nước cái anh em ăn đi. Đi. Nó đi nhanh quá, nó một giáo đi. Nó thỉnh giáo đi. Viên cuối chặn được 2 viên đầu dính viên cuối. Tiếng game hơi to. Em biết tại đây. Này là anh Tư Mã Huấn. Anh này. Anh Tư Mã Huấn là cái gì? Anh Tư Mã Huấn. Sao tiếng vẫn to vậy nhỉ? Chơi anh đúng không? Thiên cô bỏ anh Tư Mã Huấn này. Bỏ anh Tư Mã Huấn rồi sao mày? Chơi anh Tư Mã Huấn bên này kìa. Biết bỏ anh Tư Mã Huấn không? Anh Tư mày không bật mày. Ước gì tao cũng có thể chơi liên minh trên ấy. Ê, nếu mà tao chơi được liên minh trên stream liên minh được thì sao ta? Không, tao quay highlight. Ờ, thật ra nếu mà mình... Nghe danh Lưu Việt. Lưu Việt. Bị ăn cái bóng ngủ. Tiếng mình là Varu tên Lưu Việt. Varu tên Lưu Việt. Chịu. Anh Tư Mã Huấn đi đánh chung với anh Lưu Việt. Tại quá. Nha. Trời này tao bắn hay vậy. Để đứng mày. Mày là thượng nhân mày không thể đứng ra là sao? Tao đang tỉnh đánh con thượng nhân con nít này đừng nghe đánh đâu á. Thượng nhân này đang bị vừa thượng nhân hết. Nó... tao không nghĩ là thượng nhân. Nó chỉ là một con nít, một đứa con nít được đội lốt thượng nhân. Không, bạn Joey là thượng nhân thật bạn Joey nó hoặc là con thượng nhân hòa hợp nhất luôn á. Ý là tao biết rồi nhưng tao... It's a joke bro. Nó mấy ngàn năm đó bạn. Nó già hơn bạn hay ông với lại gì luôn nữa. Nhưng mà cơ thể của nó thì mới có như đó thôi. Không thật bạn, cơ thể nó cũng mấy năm rồi. Nó lấy cơ thể của đứa nhóc 16 tuổi xong nó hết già hóa mà. Khoan, tất nhiên là nó mới lấy rồi. Nó mới lấy hay là lấy lâu rồi. Thằng thượng nhân này đéo chịu đỡ lại thằng thượng nhân này phế. Đó có hồn. Thằng thượng nhân này. Nói hẳn lại luôn, đỡ có hồn. Phế. Ôi, biết mẹ mày. Hôm nay, bố mày săn mày lên túi cuộc đời. Chọc. Nguyên chọc. 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 Anh Tư Mã Huấn bên anh ngay chọc quá kìa. Tư Mã Huấn. Bị con lạnh
Villain thì có lưu hiệp cái gì? Bỏ mà cứu rồi, bỏ rồi. Mình của anh lưu hiệp là ăn. Chờ luôn đi. Anh lưu hiệp bắn một mình quá kìa. Ủa sao cái hạt này mấy mấy chung nữa? Ở đây biết tao đây. Thôi con gấu rồi chè. Bạn sợ con gấu rồi. Ừ. Bấm nó luôn anh. Đó, để phù cho anh Tư mà không lên đá cho nó từ đầu. Top speed 420 cây mét trên giờ. Anh Tư muốn cho anh luôn biệt. Chạy lôi dần Miss Skyline. Đâu thế nhỉ? Mẹ chưa lên phép rồi. Chưa lên đầu bình thường. Chưa lên đầu của mẹ chưa. Tự nhân đeo gì đeo có đam, tự nhân yêu ơi. Tự nhân chưa có quay, cái quay là đám chính hoàng. Tự nhân yếu quá. Tự nhân bị quân người ta quay cái tự nhân sắp chết rồi. Lưu hiệp. Không, đi sai đường, đây là đường làng của mẹ nước Anh đấy, của Việt Nam. Sai làng. Tự nhân buồn rồi, tự nhân. Tao thiêu đốt, tao thiêu đốt mạnh gì? Tao thiêu đốt hay mạnh gì? Tao biết. Cái làng thì gì ra kìa. Ôi má, quen tay đi bên ti. Đi bên làng bên tay phải mà. Cho nên lên giáp thôi, cho nên lên giáp. Cho nên lên giáp. Muốn tao bắt chơi đâu. Đi, không mày đâu. Chạy phết. Lúc đẹp lên bắt con quay, bắt con gì đi kìa. Đó đúng rồi. Đợi 10 giây nữa mới làm hay là anh lưu biệt rồi. Sao bắt đầu ở đây Trời luôn đi mà em. Đúng rồi. Đợi phết vậy này. Lâu không chơi game mẹ. Game mình có chơi thôi. Nó nằm cách nhanh quá. Bóng, tao đắm cái bóng trời luôn. Ây à, lâu không chơi mà em mất hết sen. Rồi. Chị cũng chính. Đừng muốn kìa. Đừng muốn kìa. Trời hơi nóng anh em ơi. Có ai thấy nóng tôi không? Đẹp. Đang ngồi kế cái quạt. Tao cũng đang ngồi kế quạt nhưng tao vẫn thấy nóng. Vì do mày... Về nhân. Áo dài học áo. Wow, ngoan béo như thằng hồi nãy giành được máu. Ai thằng hồi nãy là nhân cách khác của tôi. Real. Thằng này nhiều nhân cách cực. Thằng này giống như mấy thằng coi anime quá nhiều sao nó bị ảo tưởng. Duy là vậy mà, Duy coi anime rất nhiều. Dạ. Nhiều. Duy coi nhất là thể loại mà có hai người hay làm gì nhau. Có một nguyên một chiếc ấy có đồng hương nè để lấy xe chứ con gấu nó bảo vệ cho y quá đâu ta chết đó đâu ta bắt rồi nè bắt rồi nè ủa chết đó đâu ta ở đây nè đây rồi sao vô né tăng đi cưng vô né tăng đi vô né lên tăng vô né lên giáp rồi. Ôi. Hết cứu rồi. Anh từng muốn huấn gì lại anh lưu bị phóng cánh rồi. Người tụi mày racist cực, tụi mày có nhận ra tụi mày racist cực không? Không anh, tại tôi mới đổi thành người da đen mày. Tụi không? Ừ. Thằng này mày
tao hết biết nói gì vậy mày. Thấy mày hết cú rồi. Nên đổi tao thành thằng da đen rồi, nhưng mà tao lỡ bấm người da đen xong tao bấm luôn thử cái ngay người luôn. Tao đợi đợt sau tao đổi thành thằng da đen. Là bây giờ mày đang tên là người da đen. Ừ. Hoặc là mùa sau tao sẽ đổi thành rất hình đầu. À, thế vả. Tại phết này em ơi, cái xe này tại phết. Của ba người. Đổi chiếc khác, ok. Chiếc nào nó muốn chơi ta. Chiếc này lái hoài cũng chán. Chiếc này đi. Mẹ ơi. Tại phết lâu không có mấy tại phết lâu không lấy tại phết tệ quá em ơi. Ôi là từ từ bay đi chơi hết rồi. Gì vậy? Tụi nó đi chơi cờ hết rồi. Không mày, hình như tụi nó nghỉ mày. Tụi nó không nói, nãy thiên tu nói duy gì nó không chơi mà. Nó đi chơi cờ. Mất cảm giác, có game này mất cảm giác, game kia khó chịu vậy. Nó chắc nghỉ mày ơi. Thôi nghỉ.